Mỹ nói không để Trung Quốc nuốt chửng Hồng Kông. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng Mỹ sẽ không ngồi yên khi Trung Quốc nuốt chửng Hồng Kông, trong khi nhiều nghị sĩ kêu gọi Trump hành động. Mỹ sẽ không ngồi yên khi Trung Quốc nuốt chửng Hồng Kông vào sự độc đoán của mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30 tháng 6 ra tuyên bố sau khi Trung Quốc phê chuẩn đạo luật bảo vệ an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với những người yêu tự do ở Hồng Kông. Ông Pompeo nói thêm rằng hôm nay là một ngày buồn và khẳng định Mỹ sẽ đối phó với sự công kích của Bắc Kinh vào quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp cũng như pháp trị của Hồng Kông. Theo chỉ thị của Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ loại bỏ những chính sách miễn trừ giúp Hồng Kông hưởng đối xử đặc biệt với một vài ngoại lệ. Ông Pompeo cho biết thêm, Marsha Blackburn, thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, đồng thời là ủy viên Ủy ban Thương mại và Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cũng viết trên Twitter rằng, chúng tôi sẽ không đứng yên. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Tom Cotton chung quan điểm này, cảnh báo Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Ông kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét tất cả các lựa chọn nhằm tước bỏ những lợi ích Bắc Kinh được hưởng từ các đặc quyền kinh tế của Hồng Kông. Tuyên bố của Ngoại trưởng và các thượng nghị sĩ Mỹ được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thông qua luật an ninh Hồng Kông. Vài giờ sau khi ông Tập ký luật, chính quyền Hồng Kông cũng thông qua và công bố chi tiết các điều khoản của luật mới. Luật này hình sự hóa 4 tội phạm an ninh quốc gia, gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hồng Kông vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các trường hợp nghiêm trọng thuộc về chính quyền trung ương. Thượng viện Mỹ tuần trước thông qua dự luật có thể trừng phạt các quan chức Trung Quốc vi phạm các cam kết trong tuyên bố chung Trung Anh và luật cơ bản của Hồng Kông. Thượng nghị sĩ Cotton hối thúc Hạ viện sớm thông qua phiên bản dự luật tương tự để sớm trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét ký thành luật. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết trong một tuyên bố rằng Quốc hội đã thống nhất ủng hộ tự do, công lý và tự chủ thực sự của người dân Hồng Kông, đáp lại lời kêu gọi buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm với luật an ninh. Mỹ hôm ngày 29 tháng 6 đã thông báo lệnh chấm dứt xuất khẩu sản phẩm quốc phòng sang Hồng Kông. Washington cũng thực thi các bước ngừng xuất khẩu công nghệ có thể sử dụng cho các mục đích quân sự và dân sự sang đặc khu hành chính này. Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã bày tỏ lo ngại về luật an ninh mới. Nhật cho biết lấy làm tiếc về luật an ninh, trong khi Anh cảnh báo sẽ xác định luật có vi phạm tuyên bố chung hay không, từ đó đưa ra các bước phản ứng tiếp theo. Liên minh châu Âu EU lo ngại luật có thể tác động tiêu cực đến sự độc lập tư pháp và pháp trị tại đặc khu. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng cho rằng luật an ninh mới đã làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể đánh giá thấp phản ứng toàn cầu với luật an ninh Hồng Kông khi nhận định thế giới sẽ bị phân tâm bởi đại dịch và suy thoái kinh tế. Họ đã tính toán sai. Thomas Hunt, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Johns Hopkins cho hay, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, sẽ phản ứng khá nghiêm túc về điều này. Họ sẽ khiến Bắc Kinh phải trả giá khá lớn và gây tổn hại cho nền kinh tế, phát triển công nghệ cao và tài chính của Trung Quốc, cũng như một số rắc rối trong những năm tới. Trong khi đó, Trung Quốc lên án những chỉ trích quốc tế về luật an ninh Hồng Kông, nói rằng vấn đề đặc khu không liên quan đến các nước khác. Tại sao các nước lại phản đối? Như người Hồng Kông thường nói, các người bị gì vậy? Cái này liên quan gì tới các người cơ chứ? Thời kỳ người Trung Quốc phải chiều lòng kẻ khác đã qua rồi. Phó giám đốc văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macau, Trương Hiểu Minh, nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay. Tuyên bố của ông Trương đưa ra khi được hỏi về việc một số quốc gia phương Tây tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó với Trung Quốc vì áp đặt luật an ninh Hồng Kông. Quan chức này tuyên bố đạo luật an ninh Hồng Kông đơn thuần là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không chính phủ nước ngoài nào được can thiệp. Nhiều chính phủ và nhà phê bình phương Tây cảnh báo luật an ninh Hồng Kông được thông qua hôm ngày 30 tháng 6 sẽ hạn chế các quyền tự do của thành phố và làm suy yếu mô hình quản lý một quốc gia hai chế độ. Quan chức Trung Quốc khẳng định đã tham vấn rộng rãi người dân Hồng Kông
và phản bác những chỉ trích cho rằng luật an ninh mới đang phá hoại quyền tự chủ của Hồng Kông. Nếu những gì chúng tôi muốn là một quốc gia, một chế độ, thì mọi việc sẽ rất đơn giản, Trương Hiểu Minh nói. Chúng tôi hoàn toàn có thể áp đặt luật hình sự, tố tụng hình sự và luật an ninh quốc gia, cũng như các luật quốc gia khác của đại lục với Hồng Kông. Tại sao chúng tôi cần nỗ lực nhiều như vậy để xây dựng luật an ninh riêng cho Hồng Kông? Tại buổi họp báo, Trương Hiểu Minh cũng lên án đề xuất trừng phạt của các nước. Đối với một số quốc gia nói rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với quan chức Trung Quốc. Tôi nghĩ đây là logic của kẻ cướp, ông Trương nói.